Cộng đồng phòng chống thiên tai ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến công tác xây dựng và quản lý hệ thống đê điều của nước ta. Không chỉ có vai trò trong phòng chống thiên tai, bão lụt, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân, mà hệ thống đê cũng là những tuyến đường giao thông quan trọng. Và trong những năm gần đây thì phong trào bảo vệ đê điều có nhiều cách làm hay, phát huy sức mạnh cộng đồng. Cụ thể ra sao chị Ngọc Bích? Một phong trào thi đua mà tôi muốn nhắc đến đó là phong trào xây dựng đê kiểu mẫu, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động từ năm 2016. Và đến nay thì đã huy động rất tốt nguồn lực xã hội, xây dựng các tuyến đê đẹp và an toàn, phục vụ phát triển kinh tế. Hiện đã có 42 tuyến đê với tổng chiều dài là 235 km đã đạt tiêu chí tuyến đê kiểu mẫu. Một trong những tuyến đê đang phấn đấu được công nhận đê kiểu mẫu tại Khoái Châu, Hưng Yên. Mái đê không còn um tùm cỏ dại và rác thải như trước kia, mà được người dân địa phương trồng và chăm sóc cỏ gừng để giữ đất. Dùng cỏ gừng cho đê nó vừa vững chắc đê, là một vừa là tốt cho nó đẹp đê, hai nữa là giữ được lại đất. Thế còn cỏ dại nó mọc đi thì không nên để. Mỗi năm lại có thêm nhiều đoạn đê được cải tạo, duy trì sạch đẹp bởi chính dân cư và doanh nghiệp ven đê. Tiêu biểu những con đê qua phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội đã từng được sang sửa nhiều lần. Ông Xuân cùng hàng chục hộ ven đê vẫn thường xuyên dành thời gian chăm sóc cỏ trên đê như trong vườn hoa nhà mình. Chúng tôi cũng có những cái ý thức trồng cây xanh sạch đẹp, chúng tôi là đây cũng rất là ủng hộ và cũng ra chung tay. Thường thường là lắm lúc tôi cũng ra đây là cùng với mọi người tưới cây, và đặc biệt nhất là không có vứt những các cái chất thải thức ra bờ đê này nữa. Để có kinh phí xây dựng đê mẫu, từ cấp ủy chính quyền đến các hội đoàn thể đã từng tổ chức tuyên truyền vận động các đơn vị hộ dân trong địa bàn chung tay. Kết quả là con đê được san sửa và được chính người dân trông nom bảo vệ. Chúng tôi đã từng vận động các cái hội viên mà có nhà mặt đường mái đê là thường xuyên là kể cả buổi chiều không có chủ đầu tư, chúng tôi cũng mang nước là tưới bởi vì nó sợ nó chết. Tất cả các đơn vị đóng trên địa bàn bỏ ra ngày công những ca máy, ca súc, người dân đóng góp tiền tham gia nhặt cỏ rồi là trồng hoa. Khi người dân chung tay cùng đội ngũ nhân viên quản lý đê điều thì mối chuột cũng không nơi ẩn nấp, góp phần bảo vệ đê luôn vững vàng trước bão lũ. Điều đáng nói là gần 5 năm qua thì phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu có sức lan tỏa rất lớn, tác động đến ý thức của từng người dân. Rất nhiều cộng đồng thôn xóm đã không chỉ tham gia bảo vệ đê mà còn có những cách khai thác giá trị của con đê trong phát triển kinh tế, văn hóa ở địa phương. Gần Tết Nguyên đán, các con đê hoa chạy qua huyện Văn Giang, Hưng Yên hòa lẫn sắc màu với các vườn hoa cây cảnh làng nghề. Tuyệt đối không đổ rác như trước kia. Nay người dân còn đổ bê tông hóa ven con đường hành lang ngăn cỏ dại. Hoa, cây cảnh chờ xuất đi cũng được xếp gọn gàng trong phạm vi cho phép. Trước đây cái tuyến đê này nhiều rác thải và cây dại mọc tùm. Chúng tôi hàng năm đều phải tổ chức đi phát quang cũng như rất nhiều công của. Nhưng sau khi bà con ra để trưng bày cây cảnh và người ta có ý thức, người ta đã cải tạo biến cái máy đê trồng cây hoa cỏ để tạo ra cảnh quan như này. Bà con nhân dân là xếp hoa cây cảnh thành hàng thành lối và quy hoạch các cái vị trí để cho nó đẹp, bảo vệ đê, đảm bảo làm sao nó không vi phạm với luật đê điều. Tiêu biểu như quãng đê xanh tươi trước cổng trường trung học cơ sở xã Xuân Quan do các giáo viên và hàng trăm phụ huynh góp cây, góp tiền, góp sức thường xuyên chăm sóc. Chúng tôi phân công mỗi lớp sẽ chịu trách nhiệm là chăm sóc cái triền đê này trong vòng một tháng, và trong vòng tháng đó thì các lớp sẽ phải làm nhiệm vụ là vừa tưới cây rồi làm cỏ rồi đại khái là làm thế nào để giữ cho nó sạch, nó đẹp và sẽ đưa vào tiêu chí chấm điểm thi đua của các lớp. Cán bộ, nhân dân làm gương, giáo viên hướng dẫn học trò cùng xây dựng đê kiểu mẫu. Những tuyến đê kiểu mẫu không chỉ đảm bảo an toàn chống lũ mà còn là những công trình văn hóa, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu thì nhân dân đã được nâng cao nhận thức. Các vụ vi phạm hành lang bảo vệ đê điều năm 2020 giảm xuống 94% so với năm 2016.
Vâng, phải nói là việc nhân rộng những cái mô hình như thế này thực sự cần thiết khi mà hiện nay tôi biết là mới chỉ có 10 tỉnh triển khai thôi. À, vâng, sau 5 năm phát động phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu thì chúng ta đã đạt được 540 đê kiểu mẫu trên tổng chiều dài 9.300 km đê. Con số này thì còn rất là khiêm tốn. Vậy đâu là giải pháp hiệu quả để tiếp tục nhân rộng? Chúng tôi đã có phỏng vấn nhanh với đại diện của Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện nay, ngoài cái nguồn kinh phí của Trung ương thì nhiều địa phương còn chưa chủ động bố trí cái ngân sách của địa phương để đầu tư cho duy tu đê điều, mà theo quy định của luật đê điều thì đây không phải là chỉ trách nhiệm của nguồn vốn Trung ương mà ngân sách địa phương cũng phải chủ động. Và một cái quan trọng nữa đấy là phải có cái sự kêu gọi công tác xã hội hóa, thu hút sự vào cuộc của các doanh nghiệp đan đê, thu hút được cái sự quan tâm đóng góp của người dân. Vấn đề là xây dựng các cái mô hình kiểu mẫu như thế này để làm cơ sở cho các cái địa phương bên cạnh, các địa phương liên quan, họ tham quan học tập, họ thấy được cái lợi ích thiết thực trong cái việc cùng nhau tham gia đóng góp xây dựng tu bổ đê điều.